Quý vị và các bạn thân mến, sau đây Đại Nghĩa xin mời quý vị tiếp tục theo dõi những diễn biến chính của tập 40 bộ phim Lựa Chọn Số Phận. Sau đây là bảng phân vai: Hà Việt Dũng trong vai Cường, Phương Oanh trong vai Trang, Huỳnh Anh trong vai Đức, nghệ sĩ nhân dân Mạnh Cường trong vai ông Lộc, nghệ sĩ ưu tú Thanh Quý trong vai bà An, nghệ sĩ ưu tú Phú Thăng trong vai Nghĩa, nghệ sĩ ưu tú Hoa Thúy trong vai Dung, Tuấn Tú trong vai Quang, Huỳnh Hồng Loan trong vai Bích, nghệ sĩ ưu tú Dương Đức Quang trong vai Thành, An Trinh trong vai bà Trinh, Nguyễn Đức Trung trong vai Hảo, Tiến Lộc trong vai Tấn, Trử Phương Thúy trong vai Hằng, Nguyễn Thị Nguyệt trong vai Vân. Quý vị và các bạn thân mến, bước sang tập 41 này, bà Trinh, mẹ của Trang trở về với lý do là thăm Đức, nhưng đau lòng thay, ông Lộc vẫn tính nào tật đấy, vẫn độc đoán, vẫn gia trưởng và cố chấp. Ông không chấp nhận sự có mặt của bà và liên tục xua đuổi. Nhưng ông đâu biết được sự thật vô cùng đau lòng của bà Trinh là bà đang mang một căn bệnh hiểm nghèo mà thời gian sống của bà sẽ không còn nhiều, sẽ không còn đủ thời gian để đợi cho đến lúc Đức mãn hạn tù trở về. Liệu biết được sự thật này, ông Lộc có thay đổi suy nghĩ mà để cho bà ở lại thực nguyện, thực hiện ý nguyện của bà hay không? Vâng, đây còn là một câu hỏi khó trả lời. Trong khi đó, Trang đang trong tâm trạng buồn vui lẫn lộn, buồn chán, thất vọng, tan nát cõi lòng vì phải bất đắc dĩ chia tay Cường. Và niềm vui cũng đang đến cực điểm vì mẹ của cô đã trở về sau bao ngày nhớ nhung xa cách. Và có lúc tưởng chừng như tuyệt vọng, Trang có lúc nghĩ rằng sẽ không bao giờ được gặp lại mẹ, bởi bà Trinh khi ra đi trong sự lặng lẽ và không để lại những điều nhắn nhủ gì. Và liệu Trang có thể vì mẹ, vì Đức và cả vì tình yêu của Cường mà đi ngược lại với sự những mọi ý định của ông Lộc hay không? Chúng ta hãy chờ xem. Nhưng thưa quý vị và các bạn, theo như Đại Nghĩa cho rằng bộ phim này sẽ có cái kết có hậu, bởi chính nghĩa sẽ thắng hung tàn. Ông Lộc dù có cố gắng đến mấy thì cũng sẽ đi vào ngõ cụt mà thôi, bởi Đức đang tìm đủ mọi cách để thoát ra khỏi sự giam cầm của thế lực ngầm mà ông Lộc đã sắp đặt. Và nếu như Đức được giải thoát khỏi cái bệnh viện tâm thần đó thì chắc chắn rằng mọi nỗ lực của ông Lộc sẽ tan thành mây khói. Chúng ta lại nói về Cường. Cường sau khi gặp phải những cơn đau đầu bởi những áp lực mà do công việc, phần do đồng nghiệp gây ra và cả chuyện khó xử của gia đình Trang thì đến nay phần nào cũng đã được ổn định. Điều đó lại càng làm cho bản lĩnh của Cường được vững vàng hơn để tiếp tục công việc mới. Bởi câu chuyện của tòa án sẽ còn rất nhiều việc còn dang dở đang chờ Cường ở phía trước. Vâng, trên đây là những tình tiết chính của tập 40 mà Đại Nghĩa xin được chia sẻ cùng quý vị và các bạn. Sau đây Đại Nghĩa xin mời quý vị và các bạn theo dõi những đoạn video về những diễn biến chính của tập 40. Đại Nghĩa xin kính chúc quý vị và các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ bên gia đình, bạn bè và người thân. Quý vị đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ Đại Nghĩa nhé. Quý vị hãy nhấn vào biểu tượng cái chuông để nhận được những thông báo mới nhất. Đại Nghĩa xin chào, xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị ở những tập tiếp theo. Bây giờ xin mời quý vị theo dõi. Đang ở Hà Nội hay Tân Phú đấy? À thế à? Để khi nào về Tân Phú đi, có thời gian thì mình sẽ nói chuyện nhiều hơn. Thế nhá. Nếu như không có việc gì quan trọng, anh đừng quá thân thiết với chị Nghèo. Cùng là phụ nữ em hiểu.
Trang sẽ không thích đâu. Ngày đôi ta gần nhau chỉ còn là xi vắng, thời gian xa mờ nhưng yêu thương ban đầu.